Tiến Linh mở bóng tương đối hợp lý. Văn Đô cú thả bóng, Nhất Mạnh Dũng. Cú đẩy người trả bóng cuối cùng là Tiến Linh. Nhưng trước đó thì các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đều đã chơi có thể nói là chính xác. Tiến Linh là người mở đầu cho pha tấn công vừa rồi với đường mở bóng bên phía cánh trái. Lê Văn Đô thoát đi và thả quả bóng có thể nói là vừa tầm cho Nhâm Mạnh Dũng, người vào sân từ ghế dự bị, tiếp tục tạo ra được sự khác biệt. Xứng đáng, rất xứng đáng thôi ạ. Với những gì chúng ta đã thể hiện trong hiệp 1 cũng như là hiệp 2 trận đấu này, chúng ta cầm nhiều bóng hơn, tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Đặc biệt là chúng ta có thể nhìn thấy sự khát khao của hàng công chúng ta trong những phút đầu tiên của hiệp 2 này. Tiến Linh chính là người mở màn cho pha bóng này. Nhưng chúng ta nhìn pha đi bóng và chuyền bóng của Lê Văn Đô và những sự thay đổi vị trí trên sân của huấn luyện viên Park Seo đã có phát huy tác dụng. Không có lỗi việt vị nào của Nhâm Mạnh Dũng trong tình huống này cả. Pha chuyền bóng quá hay của Lê Văn Đô. Tiến Linh, một pha đệm lòng chính xác. Lệch về cầu thủ này. Cú nhà bóng của Tiến Linh. Nhâm Mạnh Dũng, Hùng Dũng. Wow! Tỷ số được nhân đôi cho đội tuyển U23 Việt Nam. Pha chuyền bóng ở trung lộ có thể nói là xuất sắc của cầu thủ áo đỏ. Lại là một pha phối hợp nữa. Một lần nữa chúng ta lại phải nhắc đến không phải là tình huống bông bổng. Và các tiền đạo cao lớn của chúng ta chơi bóng trên mặt đất có thể nói là cũng không hề kém phần mềm mại so với những người chơi hay nhất ở bóng đá khu vực Đông Nam Á vào thời điểm này. Họ chơi với nhau rất nhuyễn và người kết nối cũng như kết thúc là đội trưởng Hùng Dũng. Những cầu thủ trên 23 tuổi của U23 Việt Nam đều đã lập công. Quá đa dạng đội tuyển Việt Nam chúng ta, không chỉ có những tình huống đánh biên mà vừa rồi là một pha phối hợp 1-2 ở trung lộ rất hay. Hùng Dũng là người kết thúc. Như vậy là trong hai trận đấu gần nhất ở cấp độ lứa tuổi U23 của các đội tuyển Việt Nam và Indonesia thì Hùng Dũng đều ghi bàn. Không thể chê vào đâu được tình huống dứt điểm bóng má ngoài này của đội trưởng bên phía U23 của Việt Nam cả. Một tình huống mà trung vệ Rico Rahani cũng đã theo rất sát. Với hôm về những tình huống tranh chấp ở phía giữa sân, muốn phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời, không phải là bàn thắng dành cho Lê Văn Xuân. Nếu như quả bóng đi thấp hơn độ khoảng 5cm thôi thì rất có thể đó là bàn thắng tuyệt đẹp. Nhưng vẫn có bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển U23 Việt Nam. Thời điểm mà chúng ta đăng quang, chúng ta cùng xem lại pha bóng cực kỳ xuất sắc của Lê Văn Xuân. Đây chắc chắn là một pha bóng sẽ tạo nhiều cảm hứng cho Lê Văn Xuân và các đồng đội ở những trận đấu tiếp theo. Và vừa rồi là pha bóng mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn ai là người đã tạo ra tác động dẫn đến bàn thắng thứ 3 của đội bóng áo đỏ. Một tình huống phản lưới nhà của trung vệ Arianto. Rõ ràng là tinh thần của các cầu thủ bên phía U23 Indonesia đã đổ gục sau bàn thua thứ 2. Đường chuyền của Hoàng Đức, Văn Đô. Dứt điểm. Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng lại ghi bàn. Thế bế tắc đã được khai thông. Chúng ta đã rất nhọc nhằn. Văn Đô chuyền ngược lên. Đỗ Hùng Dũng nhìn một phía, dứt điểm một phía, rất tỉnh táo. Rất nhiều phương án đã được tạo ra. Quá hay. Một tình huống không hề đơn giản. Cú thả bóng với góc xa lạnh lùng, rất chính xác của Đỗ Hùng Dũng. Pha ghi bàn thứ hai của Hùng Dũng ở SEA Games lần này. Có khoảng trống, rất trống trải. Dứt điểm. Chưa thể vượt qua hàng phòng ngự của UEFA Timor Leste. Quả treo bóng của Lê Văn Xuân. Goal! Như vậy là cuối cùng thì lưới của UEFA Timor Leste cũng đã rung lên. Và Văn Tùng là người đã ghi bàn. Văn Tùng đánh đầu ghi bóng quá khó. Lê Văn Xuân vào sân giúp tăng thêm áp lực ở hành lang bên trái. Đến lần này thì thủ môn Pereira đã buộc phải vào lưới ngăn bóng. Bóng sườn xuống, đập đất. Rất khó với tất cả các thủ môn. Khán giả đang mong chờ vào tháng thứ hai. Vào rồi! 2-0 cho Việt Nam. Chúng ta đã chờ mong và bây giờ đã được chứng kiến bàn thắng thứ hai. Đến lượt Hồ Thanh Minh lập công. Như vậy là bộ đội tiền đạo đá chính của Park Seo ngày hôm nay đều đã ghi bàn. Văn Tùng mở tỷ số.
bây giờ là Hồ Thanh Minh, cầu thủ người dân tộc Tà Ôi. Quả đá phạt góc đưa bóng xoáy vào trong và Hồ Thanh Minh đã dứt điểm chính xác. Hồ Thanh Minh không quá cao nhưng khả năng chọn điểm rơi rất tốt. Đón rất đúng điểm rơi. Hồ Thanh Minh đã chọn vị trí rất tốt. Thủ môn Castro Pereira đã phán đoán điểm rơi không tốt. Vẫn là đúng đúng. Đánh đầu Tiến Linh. Vào! Chúng ta đã chờ đợi bàn thắng này rất lâu và Tiến Linh đã ghi bàn. Tiến Linh vẫn được giữ lại và anh chính là người đã mở tỷ số trong trận bán kết rất chọc nhằn này. Khả năng chơi đầu của Tiến Linh đã lên tiếng rất đúng lúc ở thời điểm mà đội bạn có phần mất tập trung. Và thêm một lần chúng ta thấy tài nghề của Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng là một tiền vệ toàn năng, anh đã châm ngòi tuyệt vời. Đỗ Hùng Dũng. Sau 19 năm thì sân Mỹ Đình lại được chứng kiến trận chung kết của môn bóng đá nam tại SEA Games. Và lại là cúi đầu giữa Việt Nam và Thái Lan. Rất chống trải. Phan Tuấn Tài. Đường chuyền vào. Đánh vào. Và dứt điểm ngoạn mục. Không thể tưởng tượng được. Bóng đi đúng vào góc chết và thủ môn đội bạn Cao In, thủ môn dày dặn kinh nghiệm của tuyển Thái Lan đánh bó tay. Phá dứt điểm quá hay. Chúng ta đã dẫn với tỷ số 1-0. Đây là phút thứ 84 của trận đấu. Tất cả vỡ hòa niềm vui. Quá tuyệt vời. Đây là khoảnh khắc mà các cổ động viên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chờ đợi. Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng là người đã thực hiện pha đánh đầu vừa rồi. Một pha đánh đầu phải nói là quá khó. Quá khó để có thể cản phá. Bóng đi hiểm và không có cơ hội dành cho Cao Huyền. Bàn thắng tới ở thời điểm cuối của trận đấu. Không còn nhiều thời gian. Chúng tôi vừa nói đến những xe đổi người của ông Park Seo. Ông tiếp tục phát huy được khả năng thay người của mình ở giải đấu lần này. Nhưng Mạnh Dũng vào sân thay cho Văn Tùng để tìm cách phá sức hậu vệ đối phương. Thường xuyên chủ động va đập với các hậu vệ. Và vừa rồi chính là Nhưng Mạnh Dũng có pha dứt điểm cực khó mở tỷ số trận đấu. Chúng ta xem lại đường chuyền của Phan Tuấn Tài. Quả lắc đầu quá hiểm. Bàn thắng ít thấy với các thủ Việt Nam nhưng Nhâm Mạnh Dũng đã thành công. Phan Tuấn Tài cũng đặt dấu ấn của mình trong một trận đấu anh đá chính thay Lê Văn Xuân. Và rót bóng rất chính xác. Các trung vệ Thái Lan chúng tôi cũng đã phân tích cái đấy phút cũng đã bị mệt. Sau những tình huống mà Văn Tùng rồi Nhâm Mạnh Dũng hoạt động rất tích cực để phá sức hợp với đội.